Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong lý thuyết của bài 11, chương 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, toán 7, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Bài đầu tiên, 3.24. Các em quan sát. Có thể coi định lý hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song không? Suy ra như thế nào? Rồi thì ở đây trước khi mà đến với cái nội dung thì thầy vẽ cái hình vẽ minh họa ha. Thầy có đường thẳng A. Tiếp tục thầy có đường thẳng B. Bây giờ thầy vẽ một cái đường thẳng C, nó vuông góc với đường thẳng A và B. Đây là đường thẳng C, vuông góc, vuông góc. Như vậy thì chúng ta có được gì? Đây, các em quan sát ha. Hai đường thẳng phân biệt. Thế thì hai cái đường thẳng phân biệt ở đây chính là cái đường thẳng A này và đường thẳng B là hai đường thẳng phân biệt. Tiếp tục, cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba, tức là cùng vuông góc với lại đường thẳng C. Đây các em, A vuông góc với C, B vuông góc với C. Thầy ghi bằng lời luôn cho các em dễ quan sát ha. Như vậy thì hai đường thẳng phân biệt A, B cùng vuông góc với đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng C. Đây, A vuông góc với đường thẳng C, B cũng vuông góc với đường thẳng C. Đấy. Thì chúng song song với nhau. Như vậy thì ở đây khi trước chúng ta có được cái nội dung nhận xét đúng không nào? A vuông góc với C này, B vuông góc với C, tức là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Bây giờ chúng ta chứng minh xem thử cái nội dung mà định lý này nó có phải là suy ra từ cái dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song hay không. Ở đây thầy đi chứng minh. Tức là giả sử là nó chưa song song đấy, bây giờ chúng ta đi chứng minh xem thử nha. Ta có. Rồi, ở đây thầy cho chỗ này của mình là A ha. Đấy, ngay chỗ này là A và chỗ này thầy cho là A1. Tương tự, chỗ này thầy cho đây là B và chỗ này thầy cho là B1. Vậy thì bây giờ cái góc B1 này nè các em và cái góc A1 này nó ở vị trí gì? Có phải là hai góc đồng vị đúng không? Mà hai góc đồng vị này bằng nhau thì chúng ta rõ ràng theo cái dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song thì A sẽ song song với B, đúng chưa nào? Đấy. Hai một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành một cặp đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta có được gì? A1 này nó bằng với lại B1 và cùng bằng 90 độ. Lý do ở đây đó là góc vuông. Đấy. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, đúng không? Đấy. Đấy. Hai góc này ở vị trí đồng vị. Vậy A sẽ song song với B theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta xem thử nó có phải được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song không? Có, đúng không? Đấy. Mình đã chứng minh được và từ cái dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta kết luận thôi.
Như vậy định lý trên có thể được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Rồi ok, thầy nói lại nè. Ở đây chúng ta có được định lý hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đấy, người ta hỏi là nó được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song hay không, và suy ra như thế nào. Thì ở đây thầy cũng đã chứng minh được đó là gì, từ một đường thẳng C này cắt hai đường thẳng A và B, vậy thì mình có được hai góc A1 và B1 ở vị trí đồng vị và chúng bằng nhau 90 độ, nên thầy suy ra được A sẽ song song với B và theo cái dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy được là định lý trên, tức là cái định lý về đề bài cho này nè. Đấy, cái phần màu vàng thầy tô ra thì nó được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết của hai đường thẳng song song. Rồi ok, thì đấy chính là nội dung của bài 3.24. Tiếp tục chúng ta đến với bài 3.25. Các em quan sát. Rồi, bài 3.25. Hãy chứng minh định lý, nói ở ví dụ trang 56. Để bài cho đây. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Trong chứng minh, ta đã sử dụng những điều đúng đã biết nào. Rồi, như vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ hình cái đó nè. Việc vẽ hình giúp các em quan sát dễ hơn. Vậy thì đầu tiên thầy sẽ vẽ đường thẳng A song song với lại thẳng B. Về hình vẽ thì nó cũng tương tự như bài 3.24 các em. Rồi, cho đường thẳng A, cho đường thẳng B. Tiếp tục, đường thẳng C vuông góc với một trong hai đường thẳng này thôi. Đường thẳng C vuông góc với một trong hai đường. Đường thẳng C. Như vậy thì C cắt A nhỏ tại A lớn vuông góc, và C cắt B nhỏ tại B lớn. Đấy. Vậy thì bây giờ người ta nói là nếu như cái đường thẳng C này nó vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, tức là nó vuông góc với A, thì việc làm của mình đó là mình sẽ chứng minh rằng nó cũng vuông góc với cái đường thẳng còn lại, tức là mình cần chứng minh là C sẽ vuông góc với B. À, ở đây nè. Như vậy thì thầy sẽ ghi đó là cho đường thẳng A song song với đường thẳng B và đường thẳng C vuông góc với A. Này các em, A song song với B, đường thẳng C vuông góc với A. Việc làm của chúng ta đó là gì? Ta phải chứng minh đường thẳng C cũng vuông góc với đường thẳng B. Đấy, việc làm của chúng ta đây các em, đó là chúng ta phải chứng minh, phải chứng minh được C này nó cũng vuông góc với đường thẳng B. Đấy. Rồi, như vậy thì thầy sẽ ghi cái giả thiết và kết luận. Thầy sẽ ghi cái giả thiết và kết luận.
ký hiệu ha. GT là giả thiết, KL là kết luận. Như vậy thì đề bài cho cái gì? Đây, một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, thì đây chính là giả thiết. Như vậy thì có phải ban đầu chúng ta có được gì các em? A song song với B, đúng không? Đấy, cho hai đường thẳng A song song với đường thẳng B. Đấy, như vậy thì mình sẽ có được cái giả thiết của mình, tức là đầu tiên A song song với B. Tiếp tục, đường thẳng C vuông góc với A. Như vậy thì đề bài lại cho tiếp C vuông góc với A. Việc làm của chúng ta đó là gì? Chúng ta phải chứng minh được C cũng vuông góc với B, đúng không? Tức là cái đường thẳng C này sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Đó chính là kết luận. Đấy, C cũng sẽ vuông góc với B. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta đi chứng minh. Mình quan sát hình vẽ này. Như vậy thì vì A song song với B, đây là đề bài cho ha. Vì A song song với B, đây thầy sử dụng cái giả thiết. Em cố gắng quan sát nha. Đấy, vì A song song với B nên ở trên hình vẽ thầy cho đây là A1 và thầy cho đây là B1. Các em quan sát góc A1 và góc B1 của chúng ta có phải là hai góc ở vị trí đồng vị không? Đúng chưa? Đấy, A1 của mình này, B1 của chúng ta có phải là vị trí đồng vị không? Mà hai góc ở vị trí đồng vị thì nó sẽ bằng nhau, đúng không? Vì cái đường thẳng A song song với đường thẳng B rồi. Nên góc A1 bằng 90 độ thì góc B1 của chúng ta cũng bằng 90 độ. Đấy, nên gì? Nên A1 của chúng ta nó sẽ bằng với lại B1. Chỗ này là hai góc đồng vị. Chúng ta chứng minh như một cái bài toán bình thường, giống như ở những cái bài tập trước chúng ta đã làm đấy các em. Đấy, mà cái góc A1 của mình nó bằng 90 độ. Đúng chưa? A1 của mình vuông góc này bằng 90 độ. Nên suy ra B1 của chúng ta nó cũng bằng A1, nên là nó cũng bằng 90 độ. Mà khi B1 của chúng ta bằng 90 độ thì rõ ràng ngay chỗ này nó vuông góc cái gì nữa, đúng không? Đấy, ngay chỗ này nó vuông góc cái gì nữa? Vì chỗ này bằng 90 độ, mà chỗ này bằng 90 độ thì rõ ràng nó vuông góc. Vậy thì C chắc chắn sẽ vuông góc với B. Ok ha. Đấy, vậy C sẽ vuông góc với B. Đấy. Thầy nói lại nè. Cái chứng minh này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nội dung đó là gì? Giả thiết, tức là A song song với B. Đấy, mà C vuông góc với A tức là gì? Đây, mình dùng luôn cái giả thiết là C vuông góc với A, tức là cái góc A1 của mình chỗ này các em nó bằng 90 độ đấy. Đấy. Cái phần mà thầy tô màu đó là cái phần giả thiết chúng ta đang dùng đấy. Rồi. Mà chúng ta đi chứng minh được C vuông góc với B, tức là nội dung phần kết luận mà chúng ta cần làm. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta đã sử dụng cái gì? Tính chất của hai đường thẳng song song song, đúng không? Đấy, sử dụng dấu hiệu hoặc là tính chất nhận biết của hai đường thẳng song song. Rồi, ok. Thì đây chính là nội dung của bài 3.25. Rồi, ở đây thì thầy có hình vẽ minh họa này. Bên này thì thầy giải thích cho cái hình vẽ minh họa của mình để cho các em hiểu rõ. Chúng ta có được A song song với B và C của chúng ta vuông góc với A. Việc làm của chúng ta đó là chúng ta sẽ chứng minh C vuông góc với B. Đây là giả thiết và kết luận. A song song với B, C vuông góc với A. Kết luận chúng ta cần chứng minh. Ta phải chứng minh C
cũng vuông góc với B. Kết luận. Rồi, đây là nội dung chứng minh của thầy. Ok ha. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài cuối cùng, đó là bài 3.26. Cho góc XY không phải góc bẹt. Khẳng định nào sau đây là đúng? Nếu OT là tia phân giác của góc XY thì góc XOT nó sẽ bằng góc TOA. À, thì trước khi mà chúng ta nói về cái phân giác thì chắc là thầy sẽ nhắc lại cái nội dung lý thuyết phân giác một tí. À, nhiều bạn bây giờ cũng đã quên rồi. À, ở đây chúng ta có được định nghĩa về phân giác nè. Tia nằm giữa hai cạnh của một góc. Đây các em, chẳng hạn như là tia OZ này nằm giữa hai cạnh OX và OY của một góc XOA. Đấy, tạo với hai cạnh này hai góc bằng nhau được gọi là tia phân giác của góc đó. Tức là bây giờ nè, mình nhìn thấy cho thầy cái tia OZ này của mình nè. Đấy, tia OZ này nè. À, tia OZ này. Đấy. Bây giờ nó sẽ gì? Nó sẽ tạo bởi hai cái cạnh đó được hai góc bằng nhau, tức là mình có được cái góc O1 và góc O2 này bằng nhau ấy. À, O1 bằng với lại góc O2. Thì chúng ta nói rằng là OZ này chính là tia phân giác. Được ha? À, cái tính chất của tia phân giác này, như thầy đã nói thôi, thì khi OZ là tia phân giác của góc XOY thì cái góc XOZ nó sẽ bằng góc IOZ, tức là cái góc O1 của mình sẽ bằng góc O2. Đấy. Và nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng nửa cái góc XOY, tức là bằng 1/2. Thì đấy chính là cái nội dung về phân giác. Rồi chúng ta quay trở lại với bài 3.26. Cho góc XOY, đây góc XOY của mình không phải góc bẹt. Góc bẹt tức là góc mà số đo bằng 180 độ các em. Khẳng định nào sau đây là đúng? Bây giờ mình đi tìm khẳng định đúng. Một, nếu OT là tia phân giác của góc XOY, OT của mình, thầy sử dụng cái hình vẽ như khi nãy thôi mà thầy đổi OZ thành OT. Không? OT là tia phân giác của góc XOA thì XOT, XOT tức là O1 như khi nãy thầy nói, nó sẽ bằng góc TOA tức là O2 như khi nãy thầy nói. Như vậy khi nãy cái hình vẽ của mình có y chang như thế này thôi. Nó chỉ khác một điều là gì các em? Khi nãy là chúng ta có OZ chỗ này và bây giờ thay đổi OZ thành OT thì mình cũng có được cái góc O1 của mình nó bằng góc O2 đúng không? Hay nói một cách khác đó là góc XOT nó sẽ bằng với lại gì? Góc TOA. Vậy thì khẳng định này đúng không các em? Đúng. Đúng không? Đấy. Rồi mình trả lời thôi. Như vậy thì khẳng định 1 thì chúng ta sẽ được, đó là khẳng định đúng. Vậy OT là tia phân giác của góc XOA. Đấy. Mà khi nó là phân giác của góc XOA thì chúng ta sẽ có được cái góc 1 của mình này, chính là góc gì? XOT. Nó sẽ bằng với lại góc số 2, chính là góc TOA. Đấy. Đấy. Nó bằng nhau rồi, nên là khẳng định này là khẳng định đúng. Và đây chúng ta ghi thêm đó là nó sẽ bằng gì? 1/2 của góc XOA. Đây, chúng ta sử dụng y chang cái này nè các em. Đây, XOZ nè, OZ nằm giữa này. Đúng không? OZ là tia phân giác. Thì mình có được XOZ nó sẽ bằng IOZ, IOZ và bằng 1/2 của góc XOA. Thì bây giờ mình thay cái Z bởi T thôi. Đấy, thay Z bởi T thôi. Thì mình có được OT là tia phân giác thì góc X OT nó cũng bằng góc TOA và nó bằng 1/2 góc XOA. Thì khẳng định này là khẳng định đúng. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với khẳng định 2. À, thầy xóa cái 1, 2 chỗ này ha. Đấy. Rồi. Nếu OT thỏa mãn XOT bằng với lại TOA thì OT là tia phân giác của góc XOA. Tức là bây giờ người ta nói ngược lại. Người ta nói ngược lại. Khẳng định số 2 ha. Người ta nói là XOT nó bằng với TOA thì OT là tia phân giác. Bây giờ mình xét xem thì nó có phải là như thế không? Nếu hai góc bằng nhau thì nó có phải là phân giác hay không? Nếu có khẳng định không đúng, hãy nêu ví dụ cho thấy khẳng định đó không đúng. Rồi gợi ý nè, xét tia đối của một tia phân giác. À, như vậy thì bây giờ ở đây thầy đặt thước vào, thầy vẽ.
Đấy, đặt thước vào thầy vẽ, thầy vẽ tia đốt. Chỗ này thì bây giờ thầy có được gì? Bây giờ chỗ này thầy bỏ T đi ha. T bây giờ ở đây. Đấy. Vậy thì bây giờ mình thấy này, cái góc XOT này nó cũng bằng với góc TOA đúng không? Đây ha, góc XOT của mình này, là góc này. Nó cũng bằng với lại góc gì? Góc TOA. Đấy. Tô màu lên cho các em thấy cho nó dễ. Đấy, nó sẽ bằng góc TOA. Nhưng mà nó có phải là phân giác của góc XOA không? Không, đúng không? XOA của mình nằm đây cơ mà. Đấy, góc X này, góc OA của mình là cái góc này. Đấy, là cái góc mà thầy đang tô màu đỏ đây. Đấy. Nhưng mà OT bây giờ nó nằm như thế thì làm sao mà nó là phân giác của góc XOA được? Đúng chưa? Đấy, nên là cái khẳng định số 2 này là khẳng định sai. Vậy XOT nó cũng bằng cái góc TOA đấy. Nhưng TOT không phải là tia phân giác của góc XOA. Đấy, nó không phải là phân giác vì góc XOA của mình là nó nằm về cái gì? Nó quay về cái hướng bên phải này các em. Các em để ý ha, nó quay về hướng bên phải này, màu đỏ thầy tô đây. Còn cái tia OT của mình trong cái trường hợp 2 thì nó nằm như thế này thì rõ ràng nó không thể nào là phân giác được. Rồi ok ha. Rồi thì hình vẽ minh họa thầy cũng đã vẽ ở đây rồi và thầy cũng đã hướng dẫn rõ ràng trong cái khẳng định thứ nhất và khẳng định thứ hai. Ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa hoàn thành 3 bài tập 3.24 đến bài tập 3.26. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập của luyện tập chung. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy đến với các bạn để các bạn trong lớp cùng biết đến và cùng học với mình. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.